Thế anh ơi, anh bảo nghỉ lễ anh cho em đi chữa lành. Chữa lành ở đây à anh? Đúng rồi đây. Đấy, vườn cây ao cá này, ao vườn này. Sao toàn mấy quả cam chết rét thế anh ạ? Sao phải cam chết rét đi, em... cam này là ta thề mày đấy, cam bao tử đấy. Cam bao tử anh? Chứ gì đó. Em thấy nó cứ sai sai sao? Sai cái gì? Đây là cam bao tử. Thế à, cam bao tử. Mít này là mít bao tử đấy. Mít bao tử anh? Nghe ngoài kia người ta bán 20-30 nghìn một quả mít này, mít một quả này của tao 100 nghìn đấy. Ôi, 100 nghìn quả mít anh em nào đăng ký nhá. Mít biết mít đột biến rồi gì? Bây giờ em mới nghe. Lan đột biến mày biết nó đắt như nào không? Đây mít đột biến đấy. Review mọi người ơi, sân vườn anh Phú nhà đây trang trại mọi người ạ. Cũng là đi chữa lành nhưng mà nó lạ lắm anh em ạ. Anh em đang đi chữa lành đâu rồi? Đây tôi đang về quê trang trại anh Phú Lê câu từ nãy giờ gần được chục con rồi mọi người ạ. Đấy. Anh em mà tối nay có cá rồi nhá. Xách vào tranh Phú làm. Đấy. Anh em mà đi chữa lành ở nơi khác mà đặc biệt không giống tôi, anh em có Loramen chưa? Đấy, anh em nào mà chưa có Loramen thì ấn ngay inbox vào ngay cho em Giang tư vấn cho mọi người nhá. Loramen chồng xịt vợ khen. Đấy, anh em nào mà chưa đi chợ mà hết tiền hoặc là những anh nào mà súng mà hay bị cướp cỏ ấy thì inbox ngay em Giang tư vấn cho nhá. Cô cá tiếp đây, chữa lành tiếp đây. Ôi, không cần được con nào. Rồi, lần sau cho em đi chữa lành ở chỗ biển nhá, đừng cho đi chữa lành ở ao nữa. Chán lắm rồi. Chán á? Vâng. Mày về thì vợ chồng mày làm một chậu cá này, trong tao lại phải mổ cho chúng mày. Mày vừa ăn mày vừa mang về ông nội ông ngoại. Xong rồi vườn có bao nhiêu hoa quả từ bưởi, cam, quýt. Năm mày hái, đấy, trong mày có đang thịt gà đấy kìa. Đấy, mày chữa lành đấy, thì ăn xong rồi mới chữa được lành. Nhưng mà chữa lành ở biển nó mới sướng, chứ chữa lành ở ao nhiều chán lắm rồi. Còn đâu là gì? Và tao bảo rồi, nơi mà không phải mất tiền, không mất chi phí mà chữa lành vết thương nhất chính là nhà ngoại. Đấy, cho nên là chồng mày nó chọn về quê là đúng đấy. Không sai đâu. Anh làm thịt cá xong cho em xin mấy con mang về nhá. Cho cái đéo đây, thịt cho nhà mày, nhà tao có được ăn đâu. Vâng, đấy, thì sao mày mang về nhá. Cứ vâng như mày, tao đến như tụi. Vâng.